Sáng nay, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia đình Sầm Khúc ở thôn Sầm Khúc. Đình Sầm Khúc, còn gọi là đình Trầm, là nơi tôn thờ Thành Hoàng, Phổ Cứu Đại Vương thời vua Hùng, có công âm phù giúp vua dẹp giặc, thiết lập trật tự đất nước, đem lại cuộc sống ấm no cho nhân dân. Đây là công trình kiến trúc độc đáo mang phong cách nghệ thuật chủ đạo thời Nguyễn, còn lưu giữ được nhiều di sản quý giá cả về văn hóa vật thể lẫn phi vật thể. Hiện đình còn lưu giữ được những di vật cổ vật quý hiếm có giá trị tiêu biểu như thần tích, đại tự, cuốn thư, sắc phong, chuông đồng, ngai và bài vị, cửa võng, kiệu. Đây còn là nơi diễn ra những sinh hoạt văn hóa tâm linh, phản ánh rõ nét tính cộng đồng làng xã. Với những giá trị trên, đình Sầm Khúc được xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Đến nay, xã Việt Hưng có 8 di tích được xếp hạng, trong đó có 4 di tích cấp tỉnh, 4 di tích cấp quốc gia.